đồng trẻ thân yêu nhất. Và xin chúc quý vị một năm mới tràn đầy niềm vui, tràn đầy may mắn và sức khỏe dồi dào. Đấy cho chúng tôi được nghe rất là nhiều tác phẩm hồ hữu công. Thì Vân thì quên hát nhạc sôi động rồi, cũng nghĩ là quý vị sẽ có những vui bất thoải mái. Xin quý vị một vài tác phẩm vui. Tác phẩm thứ nhất là tác phẩm Hoang Mang. Xin quý vị cùng lắng nghe. Chào cho xin được.